Hi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Trường Phong sẽ gửi đến các bạn những khoảnh khắc của bên cầu lông mà chuẩn bị đánh bại đối thủ bên kia. Ngày hôm nay Trường Phong sẽ ghi lại cho mọi người những người trong thể thao khuyết tật, nhất là môn cầu lông, mà chưa tự tin khi cầm vợt. Rồi chính là những cái bước di chuyển trọng tâm, di chuyển cơ bản của trọng tâm của những người đánh đơn, đánh đôi, di chuyển hai bên góc cuối sân hai bên, cuối sân góc chéo hai bên và hai bên trái phải. Ok.